Rồi vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của Terra 90 tối nay nha các bạn nhé. Vì tối nay mình sẽ nói, à, mình sẽ đi qua cái chương trình quản lý cân nặng tr 90. Và trước khi Don Trang vô đề à, chương trình quản lý cân nặng TR90 này Thì Don Trang cũng xin à, giới thiệu đến tất cả các bạn, à, các anh chị mình Tên đầy đủ là Don Trang Đỗ Và hôm nay rất là vui à, có mặt ở trên cái diễn đàn này Để chia sẻ à, tất cả mọi người về cái bộ chương trình quản lý cân nặng TR90 Trước khi Don Trang vô à, cái chương trình về sản phẩm á, Thì mình cũng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người Xin kiến thức về... À, cái cũng như là về cân nặng cũng như béo phì mà tại sao chúng ta lại quan tâm đến cái điều đó và bây giờ mình sẽ cho tất cả các anh chị biết tại sao đây là một cái mối quan tâm rất là cao tự vì thống kê cho chúng ta biết đó là trên thế giới này các anh chị 4 phần trăm tỷ lệ dân số thế giới 4 phần trăm là béo phì nha các anh chị mình khi mà đo cho nó tên béo phì đó các bạn béo phì có nghĩa là đây là những người à, cái trọng lượng là trên 30 luôn nha tức là cái BMI của họ trên tới 30 mà họ béo phì không phải là cân nặng nha các bạn ơi các bạn nhé mà là béo phì 77 phần trăm mọi người đang tích cực cố gắng kiểm soát cân nặng của họ đây là một con số có thể nói là 2 phần 3 dân số của thế giới nha các bạn ha đây là một cái điều rất là quan tâm à, và 65 phần trăm người tiêu dùng trên toàn thế giới không hài lòng với trọng lượng và hình dáng cơ thể của họ có nghĩa là trong đây trong con số này có đâu đó những người thân yêu của chúng ta hoặc là bản thân chúng ta ở trong đó đúng không các bạn nhé và mình sẽ cho um, các bạn thấy là BMI đây là cái gọi là cái tỷ số uh, cái cơ thể của chúng ta chúng ta đó các bạn ha tiếng anh gọi là body mass index thì thường thường là hai chục cho tới 24.99 là cho được là bình thường nếu mà chúng ta trên con số 25, có nghĩa là chúng ta trên cái phần gọi là tăng cân đó các bạn. Mà nếu mà chúng ta trên 30 nữa, thì nó sẽ chia ra ba loại. À, số 1, Class 1, Class 2 và Class 3 các bạn nhé. Và cái BMI này thường thường là mình lấy cái chiều cao và cái cân nặng của mình. À, nó có một cái bảng, các bạn không cần biết cái cách để lấy ra con số đó, nó có một cái bảng. Thì nếu mà bạn nào chưa biết cái BMI của mình á, thì các bạn có thể hỏi những người tuyến trên hoặc là các bạn hỏi những người mà biết về cái thông tin này hoặc các bạn nếu mà có cần thì các bạn có thể hỏi những anh chị à, dược sĩ hoặc là những khoa học gia à, trong group sẽ hướng dẫn tận tình cho các bạn nhé và kể từ năm 1980 80 cho tới bây giờ đó các bạn tỷ lệ người thừa cân đã tăng hơn gấp đôi trên toàn cầu con số này chúng ta có quan tâm không rất là quan tâm đúng không các bạn các bạn ha à, đặc biệt là bây giờ với cái gọi là cái nhu cầu ăn uống à, ngày càng cũng như là à, tức là ăn uống cho nó ngon miệng ha các bạn nhé thì cái tỷ lệ này càng càng ngày càng được rất là quan tâm và mình biết là cái quá trình lão hóa đó các bạn có tác động đến lượng chất béo trong cơ thể của chúng ta à, nó được tăng dần theo năm tháng và trên thực tế đó à, đã thống kê này là à, cho tất cả các mọi người chúng ta thấy sau 20 tuổi tỷ lệ trao đổi chất của chúng ta giảm từ 2 cho tới 3% trăm mỗi năm nha các bạn và cái khối lượng cơ của chúng ta giảm một phần trăm cứ sau 5 năm trong độ tuổi từ 25 cho đến 50 và một phần trăm mỗi năm sau đó ha thành ra có nhiều người nói rằng là À, à, hồi đó giống như là họ, à, những anh đi cơ bắp cuồn cuộn và tự nhiên bây giờ mình cảm thấy à, mỗi ngày mình vẫn trọng cái cái trọng à, mình đứng lên cân có thể là cân mình vẫn là cái cái trọng lượng đó nhưng mà cái cơ của chúng ta đã bị mất ha các chị ha và à, cái tỷ lệ trao đổi chất của chúng ta à, cũng như chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta tăng cân mặc dù chúng ta không có ăn uống gì nhiều hết tự vì sau 20 tuổi cái tỷ lệ trao đổi chất khi mà chúng ta ăn uống á, trao đổi chất á, nó giảm từ 2 cho tới 3 phần trăm mỗi năm và cái lượng cơ là giảm một phần trăm sau 5 năm ha các bạn ha cứ sau 5 năm và từ những những người nào mà à, trên 50 tuổi đó là mỗi năm sau đó mình mất cơ rất là nhiều các, các bạn nhé và ngoài cái khối lượng cơ mà mình có thể giảm đi một chút theo tuổi tác đó các bạn thì chất béo mình lại tăng lên À, một cái khối lượng cơ cũng làm giảm tốc độ cơ thể bạn sử dụng calo ha à, nếu mà mình không có cơ nhiều á có nghĩa là là cơ thể mình sẽ không có đốt những cái calo mà mình tiêu thụ mình dùng à, điều này có thể khiến là cái việc duy trì cân nặng hợp lý nó trở rất lên nên là rất là khó khăn hơn à, đó là lý do tại sao mà có nhiều khi chúng ta ăn ít mà chúng ta vẫn thấy chúng ta lên cân là như vậy nha các bạn nhé. Và nhiều chị em phụ nữ mình cũng nhận thấy là một cái sự gia tăng mở bụng khi mà mình lão hóa, mình già đi. À, có chị em nào ở trong đây cảm thấy là tôi đâu, mình đâu có ăn nhiều đâu, đúng không các bạn? À, có nhiều người nói tôi ăn như mèo liếm vậy đó. Có ai nghĩ là mình ăn giống như mèo liếm không? <laughs> Hoặc là có nhiều người chị có nhiều người sẽ nói là ngửi cũng lên cân nữa. Có, có ai nghe cái đó quen quen không? Nó, mình đâu có ăn gì đâu, mình chỉ ngửi, mình niêm thôi mà mình cũng thấy mình lên cân. À, à có nhiều khi mình không ăn nhưng mà uh, mình già đi thì cái um, cái cơ thể của mình nó cũng sẽ, cái um, uh, tỷ lệ chuyển, chuyển đổi chất đó uh, các, các các bạn thì mình uh, bị giảm xuống thành ra do đó mình cũng bị tâm cân và một điều nữa chị em phụ nữ mình là khi mà mình lão hóa cái mức độ giảm estrogen của mình đó, cái tiết tố nữ đó, nó cũng bị uh, nó cũng bị giảm xuống và nó sẽ ảnh hưởng đến cái vị trí phân phối chất béo trong cơ thể của mình ha thành ra à, mình sẽ thấy á, là à, cơ thể của mình nó thay đổi mặc dù mình ăn như mèo liếm vậy đó nhưng mà nó vẫn thay đổi nha các bạn nhé và Đông à, trang sẽ cho các bạn thấy cân nặng của các bạn chủ yếu được xác định bởi ba yếu tố ba yếu tố chính nhá à, thứ nhất á, là mình tiêu thụ bao nhiêu calo trong ngày cái thứ hai là mình đốt cháy bao nhiêu calo thông qua việc tập thể dục hàng ngày và tuổi tác của mình nha các bạn và nếu mà mình ăn quá nhiều và mình tập thể dục quá ít thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta à, thì mình sẽ mang theo cái trọng lượng dư thừa đó bao gồm luôn cả cái mỡ bụng của mình rất là nặng nề đúng không các bạn khi mà mình tăng cân quá nhiều đó các bạn nó không chỉ tích tụ bên ngoài cơ thể của mình tức là những cái mỡ mà ở dưới, dưới da đó các bạn nhưng mà những cái chất béo dư thừa này cũng có thể bắt đầu nó lắng động lại và nó lắng động ở đâu nó lắng động ở trong những cái cơ quan nội tạng của mình à, tí dụ giống như là gan của mình nè à, giống như mạch máu của mình nè ha các bạn nhé tim mình à, vân vân ha các bạn nhé và à, đó là lý do tại sao mà chúng ta nghe hầu hết những người mà có cái chỉ số khối cơ thể BMI trên 27 đều mắc bệnh gan nhiễm mỡ à, là dư thừa đó các bạn. Và những người tăng cân cái vùng bụng đó, có nguy cơ cao hơn những người tăng cân quanh hông hoặc là vai. Thành ra à, à, mấy chị em mình hay là mấy anh á, à, mình coi lại cái vòng vòng à, hai của mình nha các bạn nhé. À, sự phân bố trọng lượng ở bụng này đó nó phổ biến hơn ở nam giới. Thành ra có nhiều anh ha, bây giờ mà hiểu được. Có nhiều anh à, tướng tá cũng rất là đẹp, nhưng mà cái bụng ha các bạn các bạn ha, thì cái bây giờ là các anh có thể là à, thương vợ thương mẹ mình hơn đúng không Tại tự vì bây giờ đó là tức là bây giờ mình biết là à, người vợ của mình người mẹ của mình ngày xưa cũng như là à, à, gọi là cái gì đó à, à, mang nặng đẻ đau như thế nào đúng không các anh chị các các anh phải không thì bây giờ có những anh mình có những cái bụng cái à, à, cái cái trọng lượng ở bụng đó nó to nó rất là nặng nề đúng không các anh và nó khiến cho mình có nguy cơ mắc bệnh cao hơn một chút so với những người phụ nữ nha các bạn nhé À, bệnh gan nhiễm mỡ thường xảy ra cùng với các bệnh khác liên quan đến béo phì, à, nó không chỉ là à, mỡ ở trong gan nha và nó à, và những cái nguy cơ mà nó dẫn đến những cái bệnh khác ví dụ giống như là bệnh tiểu đường nè, cao mỡ, cao máu ha là một chuyện bình thường ở trong mỡ cho và nó sẽ đóng đến những cái thành của mạch máu của mình và những người mà bị à, tăng cân hoặc là béo phì đó các bạn họ bị gọi là cái cái trường hợp gọi là viêm viêm mà mãn tính đó, nó gọi là chronic inflammation ha? và nó cứ ẩm ỉ trong người như vậy có nhiều khi họ cảm thấy rất là à, đau nhức hay là đau bị xương nè à, vì cái trọng lượng rất là nặng đó à, áp lực trên cái xương của mình trên cái cơ thể của mình thành ra cái xương của mình sẽ bị ảnh hưởng và chẳng những khác nữa Nó ảnh hưởng hồi nãy đoan cha nêu lên nó hệ tim mạch rồi nó ảnh hưởng luôn tới thần kinh thành ra có những bạn mà bị béo phì hay là cân nặng có nhiều khi nó sẽ ảnh ảnh hưởng đến gọi là cái cái mút của mình đó các bạn cái cái tâm trạng của mình thành ra có nhiều người bị cân nặng họ bị giống như là buồn buồn nản chẳng hạn depressed đó các bạn ha nó sẽ ảnh hưởng và đó là lý do tại sao có nhiều khi chúng ta nói ô oh, cái người đó họ giảm cân họ mang lại cái tự tin họ vui vẻ cho cái họ, cho, cho trong cái cuộc sống của họ đó là lý do ha các bạn ha hoặc là những chị em phụ nữ nè cái cân nặng và cái béo phì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kinh nguyệt của mình và những cái nội tiết của chúng ta ha các bạn ha và đó là lý do những cái mà yếu tố đó ha và cũng như những cái yếu tố những cái nguy cơ à, đó đã giúp cho những nhà khoa học của New Skin họ phát triển ra cái chương trình TR90 một chút xíu nữa đơn trang sẽ vô rất là chi tiết về TR90 cho các bạn đây là một cái chương trình quản lý cân nặng có thể nó là đột phá mang tính cách đột phá nó giúp thúc đẩy sự trao đổi chất bình thường nó cải thiện tư duy trong khi duy trì khối lượng cơ nạc như các bạn nhé về cơ bản những nhà khoa học gia của New Skin đó, họ đã tạo ra một số điều mà ngay cả trong cái bộ TR90 này mà ngay cả trong cái ngành khoa học cũng rất là đổi ngạc nhiên vì những cái nghiên cứu lâm sàng đầu tiên mà họ thực hiện đã cho thấy là họ có một cái kết quả mà họ chưa thấy trước đây À, là nó liên quan đến những cái biểu tượng gen ha các bạn các bạn nhé và và nó cũng như, những cái gen này à, cũng như chịu trách nhiệm cho cái à, trong cái hệ gọi là tăng cân của mình hay hệ tiêu hóa mà về cái cân nặng đó à, và cái thuật ngữ đó, các bạn là thành phần cơ thể gọi là cái body composition đó thì cái body composition này làm cách nào mà các bạn biết các bạn phải sở hữu một cái cân nó gọi là cái cân ombron composition thì khi mà các bạn đứng lên đó các bạn cân á, thì nó sẽ cho mình biết cái tỷ lệ những cái thành phần cơ thể mình ví dụ giống như là nó sẽ cho mình biết là cái phần trăm chất béo mình như thế nào à, nó sẽ cho mình à, cái trọng lượng cơ nó sẽ cho mình à, biết về à, à, mỡ trong máu à, mỡ nội tạng à, vân vân và vân vân ha các, bà, các bạn ha và cái mà thành phần cơ thể à, nó mô tả cái phần trăm chất béo nè xương nữa nha các bạn và những cái cơ trong cơ thể của con người vì cái mô cơ đó nó chiếm ít không gian hơn trong cơ thể so với cái mô mỡ nên cả cái thành phần cơ thể và trọng lượng nó đều quyết định cái độ gầy của mình à, và các chuyên gia về dinh dưỡng cũng như là khoa học đó, họ đồng ý rằng một cái chìa khóa để cải thiện thành phần cơ thể là mình phải thúc đẩy cái cơ nạc thông qua dinh dưỡng hay một cái kinh dưỡng dinh dưỡng rất là lành mạnh. Vì vậy đó thì Don Chan sẽ đưa ra đưa các bạn đi thông qua những cái điều này và sau đó về cơ bản à, à, nếu mà chúng ta nói về cái hệ thống quản lý cân nặng TR90 đó các bạn thì thực tế rằng trong hầu hết các hệ thống ăn kiêng à, các bạn có, có thể là có những bạn đã từng thử qua những cái hệ thống ăn kiêng khác hoặc là có những bạn à, À, khi mà mình thực hiện những cái chương trình đó đó, mặc dù khi mà bạn đứng lên cân, đúng không? Có những người đã từng ăn kiêng à, bất kỳ một cái phương pháp nào á, bạn đứng lên cân thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Bạn sẽ cảm thấy là à, cái cái trọng lượng của mình, cái cân nặng của mình nó có thể nó được giảm cân, nhưng mà những gì mà bạn thật sự mất đó, không chỉ là chất béo không, mà mình còn mất luôn cả cơ bắp nữa nha các bạn nhé và hầu hết các chế độ ăn kiêng mà bạn đang sử dụng hoặc một số bạn hồi nãy đơn Trang nói đã thử dụng đã sử dụng qua rồi thì mình biết được nó liên quan rất là nhiều nó liên kết đến cái sự giảm cơ của mình nha. Và nhiều nghiên cứu à, cái này không phải là mình nói suông không nha các bạn nha nhưng mà nhiều nghiên cứu khoa học đã được thực hiện à, với những cái à, các chế độ và phương thức ăn kiêng khác nhau đó và họ chỉ cho mình thấy đó là à, và họ xác định không phải một cái à, một cái khoa học nghiên cứu không nha mà rất là nhiều cái gọi là clinical studies á, thì họ chứng tỏ cho mình hết lần này đến lần khác á, là khi mà mình đứng lên mình giảm cân á và mình bước lên cái bàn cân á đôi lúc mình sẽ rất là cảm thấy rất là phấn khởi đúng không? Khi mà mình được giảm cân nhưng mà thực sự trên thực tế đó cái số cân mà mình mất á gần 40% trọng lượng đó có liên quan đến mất cơ bắp vì vậy à, đó không phải thật sự là một cái điều tốt Đó không phải là một cái cách mà giảm cân Một cái cách lành mạnh ha các bạn nhé Vì khi mà bạn mất cơ à, Cuối cùng thì nó giải thích là lý do tại sao Thì à, mình sẽ trải qua cái hiện tượng Nó gọi là yo-yo diet đó, các bạn Không biết là ở đây có có ai nghe về yo-yo diet không Thì cho đăng trang số 2 nha Hoặc là mình có đã, đã, à, Cũng như là à, lúc trước mình có từng sử dụng Những cái sản phẩm mà giảm cân bên ngoài đó thì mình cho số 2 nha và có nghĩa là cái yo yo diet đó có nghĩa là khi mà mình rời khỏi cái chế độ ăn kiêng đó đó thì điều gì sẽ xảy ra thì à, cái điều mà xảy ra đó là sau 12 tháng sau khi mình ăn kiêng á thì thường thường á, mình bị phục hồi lại những cái cân mà mình đã được mất ha và còn cái nguy cơ nữa là mình có nhiều khi đôi lúc đó là mình tăng cân thêm hơn trở lại sau khi mình ngưng những cái chương trình ăn kiêng khác nha các bạn nhé và à, những cái nghiên cứu này đã à, chỉ ra cái điều đó và đây là những cái nghiên cứu đã được thực hành à, được tiến hành một cái cách rất là khoa học nha các bạn nhé và bây giờ à, đó là những cái sự mà khác biệt và bây giờ à, những cái, với những cái chương trình khác và bây giờ đơn trang sẽ cho các bạn à, hiểu thêm về cái bộ TR90 À, là cái bộ sản phẩm mà chúng ta à, đang mong đợi và chúng ta đã có được à, ngày hôm nay ha. Và cái TR90 là gì các bạn? À, TR90 là viết tắt cho chữ Transformation in 90 Days. Có nghĩa là đây là một cái phương à, à, chương trình à, để chuyển đổi vóc dáng cơ thể à, của chúng ta trong 90 ngày thì khi mà mình thực hiện các thói quen ăn uống trong cái chương trình này cũng như là tập thể dục cái sự kết hợp à, rất là nhịp điệu à, thì nó trở thành một cái phần à, cũng như là một cái thành phần cũng như là cuộc sống của chúng ta thành một cái thói quen sau 90 ngày thì nó sẽ giúp cho cái mình sẽ tiếp tục thấy cái kết quả đó sau 90 ngày ha các, các bạn nhé và trong cái chương trình này nè nó không chỉ tập trung vào những cái cách Tiếp cận rất là hời hợt giống như những cái chương trình khác mà mình gọi là vô yo, yo diet nó chỉ là phía bên ngoài không á. Thì cái chương trình TR90 nhắm vô cái mục tiêu đến những cái nguồn bên trong à, giống như là về cái à, biểu tượng gen ha các bạn ha. Và bên ngoài à, cũng như là mở nội tạng và mở dưới da để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình. À, và vì vậy đó đây là một cái chương trình kéo dài 90 ngày cần à, để thành một cái thói quen và sẽ giúp cho cái cơ thể mình à, biến đổi và nó sẽ giúp cho mình thay đổi cái cuộc đời của mình luôn ha các bạn nhé và à, sau đây á, thì à, đơn trang sẽ cho các bạn thấy đây là một cái chương trình đột phá trong cái việc kiểm soát trọng lượng và vóc dáng của mình dựa trên những nghiên cứu học à, khoa học mới về gen nha các bạn nhé. Và từ đó đó nó thống nhất cái tâm trí của mình. Thành ra có nhiều các bạn dùng những cái chương trình khác mà mình cảm thấy ồ à, tức là mình có thể giảm cân nhưng mà trong à, trong cái nó không có sự nhất à, gọi là thống nhất cái tâm trí và cái cơ thể mình á. Thành ra khi mà mình à, ngưng á thì ra mình sẽ bị ảnh hưởng ha. À, tức là cái cân cái nguy cơ cân à, phục hồi lại những cái chất béo đó nó sẽ cao hơn. Và à, với cái chương trình à, Khoa học mới về Gen này à, Biểu tượng Gen rồi đó Thì nó sẽ giúp cho mình thống nhất cái tâm trí Và cơ thể mình hướng đến Một cái dáng vẻ gọn gàng và trẻ trung hơn à, Đây không phải Là một cái chương trình giảm cân TR90 không phải là một cái chương trình giảm cân Mà nó thật sự là một cái hệ thống Quản lý cân nặng Và cấu tạo cơ thể của mình Và nó không chỉ về một sản phẩm duy nhất Mà đây là một cái sự kết hợp Một cái À, gọi là một cái tổng hợp và cái kết quả cuối cùng của cái toàn bộ cái hệ thống này đó là tạo ra cái lợi ích sức khỏe luôn nha các bạn nha và nó sẽ cho mình mang lại cho mình một cái sức khỏe rất là tuyệt vời à, khi mà mình sử dụng cái bộ uh, TR90 này à, đó là cái mục tiêu và mục đích của TR90 là nó, tha, nó đã thay đổi những, những cái phương trình ha, ha các bạn ha và những gì mà mình uh, giảm và những gì mình uh, sẽ làm uh, nó sẽ thật sự Tức là nó sẽ giúp cho mình và những cái chất béo đó nó sẽ không quay trở lại à, nếu như mà mình làm đúng nha các bạn nhé. Và sau cái chương trình TR90 sau 90 ngày mà nó trở thành thói quen mà mình theo cái chương trình đó thì nó sẽ giúp thay đổi cái cái vóc dáng cũng như là cái cuộc sống của mình, sức khỏe của mình. À, tức là và cái chương trình TR90 này á, nó à, bảo đảm cho mình là những cái trọng lượng mà mình à, mất á nó sẽ không liên quan đến cái việc mất cơ nha các bạn nhé vì vậy à, đây mới là thật sự là cái chìa khóa của chương trình tr 90 tức là giúp cho mình à, tăng cơ chứ không phải là mất cơ và cái một một cái điều mà rất là thú vị khác á, là đã bị mất trong cái việc quản lý cân nặng á, thực tế là cái protein nha các bạn nhé và protein đóng một cái vai trò rất là quan trọng tuyệt đối trong cái việc quản lý cân nặng à, cách duy nhất mà bạn có thể thật sự xây dựng cơ bắp là thông qua cái việc ăn protein. Thành ra có những cái chương trình mà bạn à, giảm cân đó hồi nãy giống như đơn trang trên đó là mình không có tăng cơ được mà mình còn mất cơ nữa thì với cái chương trình TR90 này đó sẽ giúp cho mình à, gọi là à, cân bằng và à, có cái liều lượng protein à, đầy và đủ ha các bạn ha. Và mình biết rằng á à, chúng ta biết rằng cái chất carbohydrate đó không có xây dựng cơ bắp và những cái chất béo mà chúng ta ăn vô đó cũng rõ ràng luôn là không có tạo ra cơ bắp mà chỉ có protein protein đó và cái lý do đó protein mới giúp cho mình tăng cơ và xây dựng cái cơ bắp và lý do đó công ty new skin đã tập trung vào nghiên cứu và phát triển để đảm bảo rằng trong cái hệ thống tr90 này mình có protein shake và đảm bảo cái chương trình tr90 chứa đủ chất protein cho mình và nó không chỉ về cái uh, hàm lượng protein không nha Bắc, uh, các bạn nhưng mà cũng là cái cách thức và thời điểm mà mình dùng bổ sung cái protein đó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng đảm bảo rằng bạn đang giảm cân một cái cách rất là lành mạnh hoặc là mình quản lý cái, cái cái cân nặng của mình một cái cách rất là làm mạnh ha. À, thành ra cho mình thấy cái theory 90 này á tất cả nó không phải là cái cân không khi mà mình đứng lên cái bàn cân mình thấy con số không nha. Nhưng mà nó nó là tất cả gọi là cái body composition à, và nó đảm bảo rằng là mình có thể duy trì cái cơ bắp và mình mình nhớ rằng á là mình à, không chỉ là mình giảm cân à, mà mình còn là giảm mỡ mà cái mở nội tạng nữa các bạn nha. Và đây là cái loại mỡ mà nội tạng nó rất là quy mô, à, đây là một cái loại mỡ nội tạng mà nó trong cái mô của uh, cơ thể của mình á, mà khi mà mình muốn giảm á, nó cũng rất là khó nha các bạn nha, nhưng mà với TR90 sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được điều đó và điều đó đó các bạn có nghĩa là ba điều đơn giản và kết quả như bạn mà nếu mà bạn muốn nhận được TR90 đó thì điều đầu tiên á là công ty uh, New Skin À, đảm bảo cái tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của chúng ta tức là cái sự trao đổi chất tăng lên khi mà mình sử dụng hệ thống TR90 tức là à, những nhà kho khoa học gia này đã à, đã tìm ra họ tin rằng và họ đã tìm ra là họ nếu mà giúp cho mình phát triển à, à, cũng như là một cái chế... À, giúp cho họ đã phát triển ra một trong những cái chất mà bổ sung để có thể cải thiện cái tỷ lệ trao đổi chất của chúng ta đó trong khi chúng ta dùng cái dòng sản phẩm này đó vì khi mà chúng ta có cái tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cao hơn à, nói cách khác đó các bạn là khi mà cái tỷ lệ à, trao đổi chất ở trong cái tình trạng nghỉ ngơi của mình á nó được à, nâng cao lên và nó được rõ ràng á thì mình à, có thể nói rằng là, là cái cơ thể mình nó sẽ giúp cho mình đốt cháy nhiều cái lượng calo hơn Ha, và đó cũng là cái bước rất là quan trọng và then chốt trong cái việc mà giúp cho mình quản lý cân nặng một cái cách lành mạnh và cái bước thứ hai trong cái TR90 đó là mà, tức là nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cái mức tối thiểu cơ nạc mà mình có thể à, à, cũng như là mình à, tức là nó giúp cho mình không có mất cơ ha các bạn ha à, nó nâng cao cái tỷ lệ trao đổi chất cho mình và nó bảo vệ cái cơ cho mình đó là cái tầm quan trọng thứ hai của cái hệ thống thứ uh, tr 90 và cuối cùng á uh, các bạn là cái thành phần thứ ba uh, có thể nói là đây là một cái cơ quan uh, rất là uh, quan trọng vì uh, uh, một cái cơ quan khác mà mình khi mà khi mà mình muốn nói về cái hệ thống uh, quản lý cân nặng lành mạnh đó các bạn nó phải liên quan tới cái bộ não của mình nữa đúng không? Tại vì uh, chúng ta biết là khi mà chúng ta cân nặng chúng ta béo phì thì chuyện gì sẽ xảy ra nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều về sức khỏe của chúng ta nhưng mà tại sao chúng ta vẫn không giảm cân được tại sao chúng ta T là vì nó liên quan đến cái bộ não của chúng ta ha à, bởi vì à, và khi mà mình muốn à, À, cũng như là quản lý cái cân nặng mà lành mạnh á thì nó phải có liên quan tới cái bộ não và đó là lý do tại sao mà các, các nhà nghiên cứu của nhà khoa học á họ mới nghiên cứu và họ tiến hành về à, à, cũng như về cái cách mọi người có thể duy trì cân nặng hợp lý nếu mà à, bằng cách nào đó mình có thể dạy cho cái bộ não của mình biết rằng khi nào mà mình no và mình hài lòng với những gì mà mình ăn và mình ăn À, và những cái gì mà mình ăn á nó sẽ giận, nếu mà mình à, nếu mà cái cái não bộ mình mà nó không không phát ra một cái tín hiệu cho mình biết mình ăn vừa, vừa đủ rồi đó thì mình sẽ cứ tiếp tục mà mình ăn. Đó là lý do tại sao cái thành phần cái cái phần 3 này á của cái TR rất là hay, tức là TR90 sẽ giúp cho mình biết à, là cái tức là mình dạy cho cái nội, cái cho cái bộ não của mình biết rằng khi nào mình no và mình hài lòng với những gì mình mình ăn ha các bạn nhé và à, tại vì nếu à, và đó là một cái gọi là cái mục đích ha à, trong cái bộ tr 90 luôn và cái à, bộ tr 90 này sẽ giúp cho mình kiểm soát cái sự thèm ăn và giúp cho mình có cái cảm giác no ha khi mà cái mình vừa vừa ăn đủ ha các bạn nhé và bây giờ để Don Trang sẽ chia sẻ thêm cho à, các bạn à, những cái thành phần trong cái bộ TR90 mới này nha các bạn nhé. Khi hồi nãy ông Trang nêu ra 2 phần ba dân số dân số là những người mà tăng cân bị cân nặng và họ rất là quan tâm về cái vấn đề uh, cân nặng và trong đó chúng ta nhìn xem thử, thử coi uh, và sau ngày hôm nay mọi người trong chúng ta cũng nên biết cái tỷ uh, cái BMI của chúng ta ở đâu nha các bạn nhé để uh, mình uh, tức là có nhiều khi mình uh, đang quan tâm tới những người thân của mình nhưng mà bản thân chúng ta chúng ta lại quên rằng là À, chúng ta cũng cần được à, quan tâm đúng không? Chúng, sức khỏe của chúng ta cũng cần được bảo vệ và mình phải cần biết cái BMI của mình đang ở đâu để mà mình hỗ trợ sức khỏe của mình với cái bộ sản phẩm tuyệt vời này. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ cho à, các bạn thấy cái thành phần những cái chìa khóa mà chống lão hóa đó thì lẽ nhiên là mình phải cần dinh dưỡng cân bằng đúng không các bạn? Rồi mình phải có củng cố cái hệ miễn dịch miễn dịch của mình nữa và để phòng chống lại những cái gốc tự do và giảm mỡ thừa cơ thể ha các bạn ha và nó sẽ giúp cho mình tái thiết lập nhóm gen trẻ thì trong cái bộ TR90 này nó là age lock tức là nó sẽ giúp cho chúng ta tái thiết lập lại những cái gen trẻ rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái thành phần Metabol Trim ở trong cái bộ sản phẩm này nha các bạn thì Metabol Trim Uh, metabolism này được thiết kế để hỗ trợ cái quá trình uh, trao đổi chất bình thường, và nó phụ giúp cho cơ thể của mình chuyển hóa cái thức ăn thành năng lượng uh, với các chất liệu rất là hiệu quả. Uh, cái metabolism này đó các bạn nó giúp cho cơ thể mình cung cấp những cái vitamin B rất là thiết yếu, giống như là cái L-carnitine và cái chất mà chelate chromium đó các bạn nó rất là quan trọng đối với cái chức năng bình thường của insulin, cũng như là nó giúp bình uh, uh, À, à, cái chức năng insulin của chúng mình à, của chúng ta trong cái cơ thể đó thành ra nó sẽ giúp cho mình à, chuyển hóa những cái chất đường nè chất béo nè ha các bạn ha một cái cách hữu hiệu hơn và, và chất carbo nữa à, nó giúp điều chỉnh à, chuyển hóa à, hồi nãy giống như đang à, Trang nói đó Carbo, chất béo và protein và à, ở trong đây tuyệt vời đó là nó có cái l carnitine đó các bạn à, nó đưa những cái axit béo à, những cái chuỗi này rất là dài và nó không thể nào mà đốt được thì nên nó sẽ đưa những cái chuỗi béo này vô cái ti lập thể của ở của, của, chúng ta tức là cái cái, cái ti lập thể này giống như cái bộ máy vậy đó à, các bạn cứ hình dung nó đưa vô thì đây là cái bộ máy giống như một cái xưởng máy và nó tiêu thụ những cái năng lượng nó đốt à, giúp à, cơ thể chúng ta chuyển đổi những cái năng lượng này Ha, để nó cung cấp cái năng lượng mà cho cái cơ thể của chúng ta và à, à, và khi mà chúng ta trong cái quy trình mà lão à, oxy hóa là mình phân hủy mình chút xíu nữa thì mình sẽ cho các bạn thấy cái dòng sản phẩm này có những cái chất chống oxy hóa hay những cái vitamin B thì nó sẽ giúp à, trong cái quá trình mà đốt những cái mỡ đó các bạn thì à, cơ thể chúng ta sẽ cho ra những cái phân tử tự do thì à, cái à, sản phẩm metabol trim cũng có những cái chất chống oxy hóa để trung hòa những cái gốc phân tử tự do đó ha các bạn nhé và à, những cái vitamin b cũng vậy tham gia vào luôn những cái quá trình tổng hợp để đốt mở cho chúng ta à, à, cái metabol trim này sẽ không đốt cháy những cái chất béo mà chúng ta đã hiện có nhưng mà nó giúp cho chúng ta chuyển đổi những chất béo mà chúng ta mang vô à, tức là chúng ta à, ăn uống mỗi ngày đó các bạn nhé à, và cái sản phẩm này á, sẽ kết hợp Rất là tuyệt vời Khi mà chúng ta trong cái chương trình TR90 à, Là nó sẽ cùng Là giống như về thể dục luôn các bạn ha à, Cũng như kết hợp à, Rất là tuyệt vời à, với cái thể dục Còn cái dòng sản phẩm kế tới nữa Đăng Trang muốn chia sẻ với tất cả các bạn là Quartetro Tại sao cái dòng sản phẩm này rất là cần thiết Trong cái bộ sản phẩm này Và trong cái bộ sản phẩm này Cortotrol, um, um, có những cái thành phần nào thì cortisol rất là cần thiết trong uh, lúc mà chúng ta muốn quản lý cân nặng của chúng ta từ vì khi mà chúng ta giảm cân đó các uh, các bạn thì hồi nãy giống như tăng trang new lên đó uh, chúng ta sẽ có những cái uh, phân tử tự do À, và khi mà trong cái quá trình mà chúng ta tập luyện cũng như chúng ta giảm cân mà nó có liên quan đến cái não bộ của mình mình ăn uống mà có liên quan tới cái não bộ của mình á thì trong cái quy trình mà giảm cân á thì cái não bộ của chúng ta hoặc là cái cơ thể của chúng ta nó sẽ đi qua một cái quy trình gọi là có bị nó bị áp lực và cái cortisol này nó sẽ giúp cho chúng ta à, gọi là nó sẽ cân bằng những cái chất mà cortisol đó các bạn đây là cái, cái gọi là cái chất gọi là cái hormone mà nó gây cho mình những cái áp lực mà mình cảm thấy bồn chồn mình cảm thấy khó chịu hay là mình ngủ không có được ngon á ha thì cái chất cortisol này sẽ giúp cho chúng ta trong cái uh, trong cái uh, trong 90 ngày mà chúng ta căng thẳng đó các bạn nhé thì nó sẽ giúp cho chúng ta uh, về cái vấn đề vấn đề cũng như là cái não bộ của chúng ta an thần cho mình ha và nó cũng uh, và khi mà chúng ta uh, có cái áp lực như vậy đó thì nó sẽ gây uh, trong cơ thể của chúng ta cái chất mà insulin đó, nó sẽ cao hơn và khi mà cái chất insulin nó cao hơn á thì nó sẽ làm hạ cái lượng đường trong máu của mình xuống và khi cái lượng đường trong máu mình xuống đó, thì mình sẽ à, khiến cho mình cảm thấy mình muốn ăn hơn và khi mà mình ăn như vậy đó thì mình sẽ lại bị lên cân và đó là lý do tại sao cortisol sẽ giúp cho mình cân bằng à, những cái áp lực đó và cũng như là cân bằng cái chất insulin trong người của mình ha các bạn ha và à, đặc biệt là nó có một cái chất ở trong đây là l đó các bạn thì cái chất này đó sẽ giúp cho mình à, cảm thấy rất là nhẹ người ha rất là gọi là rất là À, à, an an bình đó các, các 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 bạn nhé rồi một cái sản phẩm kế đến là chúng ta có cái dòng sản phẩm thi green và cái lợi ích của cái thi green này đó sẽ cung cấp chất oxy hóa um, à, rất là tốt mạnh để bảo vệ chống lại cái các gốc tự do ở cái cấp độ tế bào À, giống như nãy đơn cha nêu lên đó là khi mà chúng ta tập thể dục chúng ta giảm cân chúng ta qua một cái quy trình bất kỳ một cái quy trình nào các, các anh chị làm giảm cân ha các anh chị sẽ có cái gốc tự do trong cơ thể bởi vậy thi quyên sẽ làm cái kết hợp rất là tuyệt vời để à, quân bình những cái gốc tự do đó và nó hỗ trợ chức năng tế bào khỏe mạnh và à, và tăng cái sức đề kháng của chúng ta lên giống như hồi nãy mình nêu lên năm à, cái năm à, cái quy trình rất là quan trọng đó và nó giúp bảo vệ cái cấu túc tế bào bao gồm cả cái DNA của mình đó cái ADN của mình á và một cái điều rất là tuyệt vời đó là T green à, nó à, có một cái hiệu ứng là à, hiệu ứng ứng về nhiệt các các bạn tức là nó à, nâng cái cái nhiệt của chúng ta lên trong cái cơ thể và nó giúp cho cái cái quy trình trao đổi chất trong cái cơ thể của chúng ta được mạnh hơn tức là nó sẽ giúp cho chúng ta đốt những cái mỡ đó và đốt những cái chất mà chúng ta à, tiêu thụ vô nạp vô cái cơ thể của chúng ta một cái cách À, tốt hơn, à, tức là nó thúc đẩy cái quá trình mà sinh nhiệt đó, cái sinh nhiệt rất là à, à, tự nhiên trong cái cơ thể của mình. Thì à, một cái số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng cái tác dụng mà sinh nhiệt của trà xanh đó là à, nó mạnh hơn, à, là thí dụ như có những người có những cái à, à, gọi là những cái à, những cái plan mà giảm cân những cái kế hoạch giảm cân khác á, đa phần á các bạn nếu mà các bạn để ý là có những các bạn phải để ý và các bạn cũng phải quan tâm nha là nó có cái hàm lượng caffeine rất là cao ha à, và nó ảnh hưởng đến hệ tim mạch của chúng ta nếu mà chúng ta xài những cái phương pháp mà giảm cân ở bên ngoài đó à, vì nó dùng cái caffeine ở trong đó nhưng mà đối với chi quyên của chúng ta là 99.5% không có caffeine nhưng mà nó sẽ thúc đẩy cái sinh nhiệt của cái cơ thể chúng ta và giúp cho chúng ta đốt những cái mỡ nội tạng đó và đốt những cái mỡ đó cao hơn là chất caffeine nữa nha các bạn nhé. Và à, nó giúp cho chúng ta thấy là à, cái cái à, những cái nghiên cứu lâm sàng cho thấy chiết xuất trà xanh này đó nó giúp cho chúng ta tiêu hao năng lượng à, trong cái vòng 24 giờ đó, rất là cao hay nó liên quan đến cái tốc độ trao đổi chất luôn. À, cái phần trăm cái chất được uh, chuyển hóa và cũng như cái tốc độ luôn ha các, các bạn nhé. Rồi à, bây giờ Don Trang sẽ qua tới cái jump start cái jump start thì đây là một cái dòng sản phẩm rất là rất là tuyệt vời trong cái bộ sản phẩm TR90 này nó uh, nó sẽ giúp cho chúng ta sẵn sàng cái cơ thể của chúng ta sẵn sàng cho cái sự thành công lâu dài và nó uh, bằng cách là nó tái uh, tái cân bằng cái cơ thể của mình uh, nó cho mình uh, một cái động lực à uh, trong vòng 10-15 ngày có bạn sẽ dùng mỗi ngày trong vòng 90 ngày cũng được và chúng ta có thể chỉ cần dùng 15 ngày trong 90 ngày cũng được nha các bạn nhé nó cũng như là một cái sự thúc đẩy cho chúng mình cho cái cơ thể của mình có một cái động lực nó giống như mình châm start cái chiếc xe của mình vậy đó các bạn thì và nó cho mình cái động lực như vậy để cho mình có một cái thân hình đẹp hơn thì cái châm start này thì có chứa những cái thành phần giống như là nghệ tây nè hai các bạn nha đây là một cái loại một cái cái gọi là đây là một cái dược thảo có thể giúp ích cho rất là nhiều về sức khỏe nó cải thiện cái tâm trạng của mình hồi nãy đăng trang nói đó khi mà giảm tăng cân á thì nó cũng ảnh hưởng đến cái não bộ thì ở đây là cải thiện cái tâm trạng của mình cho mình một cái tư duy tâm trạng tích cực hơn và có nhiều bạn có nhiều khi mình dùng những cái kế hoạch giảm cân khác thì sao thì những cái ham muốn tình dục đó, nó cũng bị ảnh hưởng luôn đúng không các bạn và nó bị giảm luôn nhưng mà đối với TR90 này thì cái đó sẽ không có bị ảnh hưởng nha các bạn ha à, à, tức là có nhiều người cũng như là vấn đề tế nhị không dám hỏi đúng không bây giờ tôi giảm cân không biết là có bị gì không trong 90 ngày này nhưng mà cái này sẽ không có bị giảm ha và những phụ nữ mà gọi là có triệu chứng mà PMS các bạn cũng sẽ được giảm luôn nha trong cái quy trình mà mình làm à, mình à, làm cái phương pháp TR90 này và, và và tức là nó rất là an toàn thành ra mình có thể xài dạ, trong 90 ngày ha các bạn nhé và một cái một cái nguyên liệu khác ở trong cái chân này là nó có cái cây xương rồng lê gai nha các bạn và cái cái cái, cái dự thảo này giúp hỗ trợ những bạn bị tiểu đường nè uh, cholesterol cao nè uh, béo phì nè đó là lý do tại sao nó giúp cho chúng ta uh, uh, trong cái quy trình giảm cân này và và cũng nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta nữa nó cũng có những đặc tính giống như là kháng virus và chống viêm nha các bạn nha hỗ trợ về những đó và một chất nữa là lụ nó rất là giàu chất chống oxy hóa một lần nữa nó có chất polyphenol giống như ở trong trà xanh và những cái chất axit nè ha các bạn hay đây là một cái hỗn hợp để giúp cho mình đốt cháy cái chất béo và à, tăng cường cái trao đổi chất và à, nó cũng ngăn chặn cái sự thèm ăn của chúng ta nha các bạn nhé và nó có cái, giống như là màu cam đỏ nè cái, cái gọi là cam đỏ đó các bạn thì ở trong đó cũng có giúp cho chúng ta phòng chống lại viêm à, à, giúp cho chúng ta cũng như về à, À, những cái uh, viêm thì hình nãy giống như đoan cha nêu lên đó, những bạn mà bị tăng cân cân nặng đó thì chúng ta bị gọi là viêm mãn mãn tính đó. thì cái này cũng giúp cho chúng ta về cái đó ha về những anh chị bị bệnh tiểu đường ha hỗ trợ như các bạn nhé nhưng không có chữa trị chữa, chữa trị trong đây và nó cũng giúp cho chúng ta là giảm cái nguy cơ bệnh tim À, và cũng như là những cái uh, nó giúp chúng ta bảo vệ những cái mạch máu ha, khỏi những cái tác hại của cái quy trình oxy hóa và những cái tích tụ của cholesterol nha các bạn. Và kìm thêm nữa đó là trong đây là chúng ta có cái um, cái 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 cái, cái shake, ha các bạn nhé. Thì uh, có thể là chocolate nè, có thể là vanilla nè. Đây mình có cái hũ này đây cho các bạn thấy. Green shake ha, mình có green shake Không biết các bạn có thấy uh, rõ hơn green shake và đây là cái đây sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cái lượng calo của mình và cái nguồn cung cấp protein à, đó là một cái đây là một cái gọi là khác với những cái dòng sản phẩm giống như nãy đơn trang nêu trên đó. protein rất rất là quan trọng các bạn ha mình phải biết tức là cái chất lượng phải đúng và đủ và dùng ở cái thời điểm nào nó rất là quan trọng ha các bạn nha và nó giúp cho à, cơ bắp của chúng ta tại vì chúng ta cần à, cũng như là tạo cơ bắp ha, build cơ bắp và chúng ta không muốn mất cơ bắp và cũng đồng thời nữa nó giúp cho nó giảm cho mình cái cảm giác mình thèm ăn và nó cảm nó nó giúp cho mình cảm thấy là mình no lâu hơn Ha, và nhưng mà nó rất là dinh dưỡng và khi mà chúng ta dùng cái sách này đó chúng ta sẽ không có thiếu những cái chất dinh dưỡng ha các bạn ha và một cái nữa một cái dòng sản phẩm nữa không có trong bộ tr90 nha các bạn nhé nhưng mà công ty chúng ta có cái sản phẩm này tức là protein ha các bạn nhé thì mình cũng cần uống cái um, sở hữu cái bộ ở cái protein này nhé để cho mình uh, kết hợp nó để giúp cho chúng ta tăng cơ bắp thì um, bây giờ chúng ta xài những cái dòng sản phẩm này uh, như thế nào các bạn thì cái um, cái Meta, uh, cái metabol trim đó các bạn một ngày chúng ta sẽ uống uh, hai lần tức là uh, buổi sáng một lần và buổi tối một lần cái cortisol đó các bạn thì chúng ta sẽ uống là buổi tối chúng ta sẽ uống hai viên ha buổi tối chúng ta uống hai viên mà nếu như mà ban ngày đó nếu mà cảm tinh thần các bạn cũng như cảm thấy vẫn còn bồn chồn hoặc là à, mình bất rất hay là như thế nào đó thì mình có thể dùng thêm một viên vào buổi sáng nha cái cortisol còn nếu như mà mình dùng hai viên buổi tối mà mình cảm thấy à, tinh thần mình sảng khoái mình ok mình ngủ ngủ nghe à, tốt thì mình vẫn mình chỉ cần hai viên vào buổi tối thôi các bạn nhé còn tea green đó các bạn chúng ta sẽ dùng hai viên À, buổi sáng hai viên ban ngày đó và hai viên vào buổi tối mình chia ra mình dùng ha các bạn nhé. Và cái chum store đó các bạn thì chúng ta sẽ pha một bịch. Đang Trang có cái chum store ở đây ha. Thì mình sẽ pha một bịch vô uh, trong cái lượng uh, nước uh, không có calo như các bạn, không có uh, mình uh, muốn uống uh, trong một cái nước không có calo hoặc có thể nước G3 chẳng bạn G3 chẳng hạn cỡ chừng 2 ao 60 ml và mình uống nó như nước nước trà ha các bạn hai trong vòng 14 ngày hoặc là 90 ngày rất là an toàn ha các bạn ha và cortisol đây đây là cái cortisol hai viên buổi tối và tea green ha các bạn chút xíu về cái protein cho các bạn, uh, hiểu thêm về cái protein tức là nó không có trong cái bộ này nhưng mà chúng ta uh, nên cần thêm cái này để giúp chúng ta tăng cơ đó các bạn thì đây là một cái protein là một cái loại protein có hương vị rất là tuyệt vời nó được pha chế À, với từ những cái uh, gọi là cái pha trộn rất là độc đáo từ hai nguồn protein uh, ở um, có có cái nguồn gốc thực vật đó các bạn đó là protein đậu và protein gạo nó cung cấp cho mình một cái lượng acid amin rất là đầy đủ từ thực vật à, nó không có chứa uh, chất uh, lactose uh, gluten có nhiều bạn không có thể dùng cái chất gluten á hoặc là nó không có đậu nành nha thành ra và nó có cái uh, hương vị vani rất là uh, ngon uh, rất là tự nhiên thành ra làm chúng ta uh, những người nào mà không dùng được sôi đó các bạn có thể dùng cái này hoặc là những người nào mà thích cái hương vị vani hoặc là hương vị chocolate thì mình có thể dùng những cái hương vị đó những bạn nào mà không có dùng được cái chất xôi uh, uh, đó thì mình có thể mình dùng cái uh, green xét ha các bạn nhé rồi thì uh, hy vọng là uh, mấy chục phút qua thì uh, hy vọng rằng những cái thông tin mà chúng ở uh, Don trang mang đến cho tất cả các bạn đó đã giúp cho các bạn hiểu thêm về cái bộ TR90. Cái kết quả à, cuối cùng chúng ta muốn là gì? Là giảm cân đúng không các anh chị? Giảm cân một cách lành mạnh mà nó không phải là giảm cân không mà quản lý cân nặng một cách lành mạnh, tăng cơ, tăng cơ bắp và đốt mỡ nội tạng. Rồi thì cái đó là chia sẻ của Đoan Trang. Cảm ơn dược sĩ Đoan Trang rất là nhiều.